Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên cửa hàng lên sóng cập nhật và báo giá những cái sản phẩm để bãi nhé. Ngày hôm nay thì hiện tại thì cửa hàng còn 3 chiếc đẩy TS Audio và đây là model FG600. Những cái model huyền thoại và những cái model này thì các bác đã chốt những cái mã này khá là nhiều và hiện tại thì còn 3 chiếc đẹp. Thì bên cửa hàng quyết định xả thanh lý cho các bác giá tốt nhất nhé, giá cực là tốt cho bác, giá này thì giá xả thu hồi vốn hoặc dưới thu hồi vốn có nhá, hàng cực kỳ là chất luôn. Thì với mã này thì với một cái mức giá là 2.700.000 đó nhá, các bác nhanh tay thì em chỉ có 3 chiếc thôi, em sẽ xả 3 chiếc cho các bác với một cái mức giá rất là tốt cho các bác để các bác đầu tư những cái sản phẩm hàng chất cho các bác đây. Những cái dòng này thì từ về chất âm, từ về hình thức, mặt mũi của nó đều là mặt phay nhôm nguyên khối phay CNC và đều quay sách của nó bằng nhôm hết. Những cái mặt nhôm này thì các bác có thể trang trí trên tủ kệ và hàng đẹp cống cựa không nhá, hàng đẹp cống cựa luôn. Tất cả mọi thứ thì còn zin đét cho các bác luôn, zin. Đấy, tất cả series này, các bác nhìn này. Đấy. Hàng này thì bao đẹp cho các bác nhé, rất là đẹp. Cái này thì nó cả có đường Nutrix hay là gọi là Spicon. Ngoài ra thì có sẽ có đường cầu loa đỏ đen. Đấy, sẽ có những chế độ chập kênh cho các bác để các bác gạt chập kênh. 600W một kênh nhé, nguồn con này đều nguồn dời hết nhé. Nguồn dời hết, điện 220. Điện 220V nhé. Với những cái hàng chất này thì các bác sử dụng nghe nhạc hát cực kỳ cực hay với cái máy dòng mạch Class H có bù áp và với dòng mạch Class H thì nó sinh nhiệt nó rất là ít và cái chức năng của những cái dòng đấy thì mạch Class H thì khi những cái giải cao lên thì nó sẽ không bị tụt áp như một số những cái dòng như kiểu là âm ly, những cái dòng AB, mạch AB thì nó sẽ cần phải nhiều sò để đảm bảo cái chức năng công suất của nó. Mặt rất là đẹp các nhé, tất cả mặt rất là đẹp, nguồn đẹp, còn 3 chiếc quyết định bán rẻ cho các bác, một giá cực kỳ tốt cho các bác nhé. Với những dòng sản phẩm này thì các bác biết là với cái tụ của nó đều là tụ phẳng đét nhé. Nó sẽ có 8 tụ lồng nguồn. Đấy, 8 tụ lồng nguồn. Sử dụng những cái dòng sòn NGV Quest và nguồn của nó đây. Tem bát QC, những cái hàng này nó là hàng bãi xịn các bác nhé. Hàng bãi xịn nên là nó đầy đủ hết. Với những cái hàng bãi thì các bác sử dụng nhiều năm rồi và cái chất âm nó vẫn còn đọng lại và cái chất nhạc của nó vẫn hay. Đấy, quạt gió thì sẽ có 2 quạt gió. Có cả dơ le nữa, dơ le ở phần suốt này, phần nguồn con này rất là đảm bảo, hầu như là con này thì cực kỳ là lành. Với cái này các bác sử dụng 5-10 năm nó chả bao giờ nó hỏng, có chỉ xịt bụi qua. Đấy, và những cái bám bụi ở những cái nút cần gạt này. Đấy, ví dụ sau sùng một thời gian thì những cái này bụi thì các bác có thể dùng dầu xịt X5 hoặc PR7, các bác xịt vào đây các bác xịt khô. Đấy, hoặc là các bác dọn vệ sinh những cái quạt này đi và phơi nắng thì nó sẽ rất là đảm bảo cho các bác nhé. Tất cả đều là hàng xịn, xin test những con ốc còn vẫn còn sáng quắc này, các bác nhìn nhá, những con ốc còn sáng quắc và cái chiều sâu con này nó cũng rất là bình thường, chiều sâu con này chỉ ngoài 40 một chút nhá và những cái mặt phay nhôm thì các bác để ý là nó vẫn còn rất là đẹp. Đấy, những cái này nó sẽ trang trí ở cái phòng để các bác hát karaoke cũng như là phòng audio phòng khách ấy, thì các bác sử dụng những cái dòng này để đánh những cái dòng loa 30 hoặc 40 thì là ok thì giá thành của nó sẽ là 2.700.000 có nhé. Các bác có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855889.